one question. Okay, only one question for one part. Okay, for example, in part one, what you have to do. So look at the slide. Okay, so in part one, okay, we have one question, and then, okay, the total mark for it is 20. Okay, and then what do you have to do in test one? Okay, so you have to write an email, right? Okay, so what kind of email do you have to write? Okay, so what do you have to do exactly in this task? Okay, so so just read the instruction here. So you have to write about 100 words only. Okay, answering the email and notes provided. It means that you, just like you are the receiver, and you have received an email, okay, of someone, okay, from someone. Okay, and what you have to do is answer the email, okay, or notes. Okay, emails and notes. Okay, so in the emails, there are several notes, and you have to answer the question, okay, the email. Okay, so you have to be assessed using four sub-skills, okay, content, communicative achievement, organization, and language. Okay, let me give up. Nhanh ra rồi thì nói lại nha. Như vậy trong cái kỹ năng writing này thì nó sẽ, tụi em sẽ làm trong vòng 45 phút, nhớ nha. 45 phút là hai phần, được chưa? Part 1 và part 2, hai phần, được chưa? Vậy trong hai phần này mỗi phần sẽ số điểm sẽ là như nhau, 20 điểm, tổng của hai phần là 40 điểm. Yeah. Và mỗi phần tụi em chỉ trả lời một câu hỏi duy nhất. Yeah. Vậy trong phần 1, part 1, mình sẽ làm gì đây? Viết một cái email. Yeah, viết một cái email. Email thì chúng ta viết hàng ngày rồi đúng không? Không phải hàng ngày nhưng mà là quá thông dụng rồi. Bây giờ email nó là quá thông dụng rồi. Tại sao chúng ta phải viết email mà chúng ta không viết tin nhắn hay là viết cái gì đó? Bởi vì thật ra email đó là một cái phương tiện mà chúng ta rất là cần thiết để sau này chúng ta đi làm, đúng không? Đi làm thì hầu như những cái thông tin, những cái việc thông tin liên lạc mà nó mang tính chất formal một tí, mang tính chất business một tí, thì người ta sẽ dùng email. Cho nên email nó sẽ có những cái cấu trúc riêng của nó, yeah. Viết như thế nào cho nó đúng với lại cái đối tượng mình đang viết. Ok, thì đối với cái email này chúng ta chỉ viết có 100 từ thôi, ha. 100 từ thì nó tầm khoảng bao nhiêu? Từ 7 đến 10 câu. À, hoặc là 8 đến 10 câu. 10 câu thôi. Được chưa? Và trong cái email này chúng ta sẽ làm gì? Ok, chúng ta sẽ nhận được một cái email. Và trong cái email đó người ta sẽ có những cái notes, những cái ghi chú. Tức là giống như những cái câu hỏi ấy, là chúng ta phải trả lời những cái gì cho cái email đó. Được chưa? Và cái email đó chúng ta sẽ được đánh giá ở bốn cái tiêu chí, đó là gì? Content, nội dung này, communicative achievements này, mục tiêu giao tiếp, được chưa? Tức là chúng ta đã trả lời được các câu hỏi yêu cầu hay chưa, được chưa? Và content tức là nội dung, đúng không? Nội dung có cái gì nó không liên quan không, được chưa? Hay là tất cả nội dung đều liên quan đến cái thông tin mà chúng ta nhận được, được chưa? Rồi organization tức là gì? Cách tổ chức bài, cấu trúc bài. Được chưa? Chúng ta đã có phần mở bài, chúng ta có phần chào hỏi, chúng ta có phần thân bài để trả lời các cái câu hỏi chưa? Và chúng ta đã có cái phần chào tạm biệt chưa, chào kết chưa? Ok. Rồi language, ngôn ngữ nó đã phù hợp hay chưa? Nếu chúng ta viết email cho giáo viên thì cái ngôn ngữ nó phải khác, đúng không? Nó phải polite, nó phải như thế nào, formal hơn. Đúng chưa? Còn nếu như chúng ta viết cho bạn bè thì ngôn ngữ nó sẽ casual hơn, đúng không? Nó sẽ informal hơn, đúng chưa? Và đó là phần thứ nhất.
Ok. Rồi, phần thứ hai thì sao? Part 2. Part 2 thì chúng ta sẽ gì? Ok, so we also remember answer only one question. Nhớ nha, trả lời một câu hỏi thôi. Vậy là trong phần 2 này chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Được chưa? Một là chúng ta sẽ viết một cái article, tức là một cái mẫu tin ở trên báo. Được chưa? Một cái mẫu tin nhỏ ở trên báo. Một cái câu hỏi và người ta sẽ, nếu như bài của mình hay thì người ta sẽ đăng lên một cái tờ báo nào đó. Đó. Rồi, thứ hai là chúng ta sẽ làm gì? A story. Tức là viết một gì? Câu chuyện. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn, một là chúng ta viết article, hai là chúng ta viết gì? Story. Một trong hai cái đó, viết một trong hai chứ không viết cả hai. Viết cả hai là rớt. Nha, và thậm chí là chúng ta sẽ không đủ thời gian. Được chưa? Cho nên là chỉ chọn, nếu chúng ta cảm thấy chúng ta thích viết article thì chúng ta viết article, còn nếu chúng ta thích viết story thì chúng ta viết story. Được chưa? Rồi. Như vậy cả hai bài này thì nó tầm khoảng 45 phút thì chúng ta có thể phân bổ ra. Email nó dễ hơn thì chúng ta có thể viết trong tầm 20 phút. Được chưa? Còn cái phần 2 này nó khó hơn thì chúng ta có thể viết trong vòng 25 phút. Ok. So write about 100 words, okay, answering the questions of their choosing. Ok, và chúng ta cũng chỉ viết 100 từ mà thôi. Vậy là cũng từ 8 đến 10 câu là ok. Được chưa? Như vậy nó cũng có những cái tiêu chí về content, về communicative achievement, organization, rồi language, đúng không? Rồi về cấu trúc thì như thế nào hay như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn sau đây. À, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái email writing đầu tiên. Rồi, như vậy nãy thầy nói, chúng ta sẽ làm gì trong cái email writing này? Okay, so first we have to write a 100 word email. Viết một cái email 100 từ. Được chưa? Đó là khoảng 8 đến 10 câu. Answer the email and notes provided. Chúng ta sẽ trả lời một cái email, nghĩa là người ta sẽ cho mình một cái email. Ví dụ như là bạn bạn Peter vừa gửi cho chúng ta một cái email. Được chưa? Và yêu cầu chúng ta phải trả lời. Chúng ta đóng cái vai là người nhận được cái email đó thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào. Và bên cạnh đó nó sẽ có những cái notes cho chúng ta, ví dụ như là phần này Peter hỏi là bạn có khỏe không? Được chưa? Thì cái notes phải trả lời là tôi khỏe, trả lời là yes và lý do như thế nào đó. Được chưa? Có nghĩa là họ sẽ yêu cầu mình trả lời chứ không phải là chúng ta thích viết gì là viết. Được chưa? Mà nó sẽ bị control bởi cái notes này. Ok. Time management. Nhớ chúng ta phải quản lý thời gian cho nó đúng. Như vậy thì như nãy thầy nói thì chúng ta có thể viết trong vòng 20 phút ha cho cái email này. Rồi, và four sub scales to assess thì nãy thầy nói rồi, content, communicative achievement, organization and language. Yeah. Rồi, thì câu hỏi nó sẽ như thế này. Đây sẽ là một cái email mà chúng ta nhận được. Để ngay sau khi chúng ta nhận được cái email này thì chúng ta sẽ biết là gì, chúng ta nhận được email từ ai. Đúng không? Đó là gì? Mrs. Lake. Mrs. Lake thì có thể là gì? Là giáo viên của lớp. Đúng không? Và cái subject là cái chủ đề của email này là rất là quan trọng. Như là khi chúng ta đọc cái subject này thì chúng ta sẽ biết ngay được là nội dung của cái email này nó là cái gì để chúng ta chuẩn bị cái vocabulary cho nó phù hợp. Chờ, ví dụ khi chúng ta đọc được cái subject là gì? End of year party. Đúng không? End of year party. Thì chúng ta biết là gì? Tiệc cuối năm. Thì trong đầu chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái từ vựng mà nói về tiệc tùng chẳng hạn. Để cho ví dụ như food, ví dụ drinks, ví dụ như là organization, rồi những cái từ ví dụ như là gì? Stage hoặc là games, activities. Được chưa? Rồi những cái đồ ăn như thế nào, đồ uống như thế nào nó sẽ xuất hiện ở trong đầu mình. Được chưa? Brainstorm nó lại. Rồi. Và tụi em thấy là xung quanh cái email này chúng ta thấy có những cái gạch 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 ra nè, đúng không? Thực chất thì cái email nó không có. Được chưa? Còn cái mà gạch chéo ra rồi ghi chú ở bên ngoài đó, ví dụ như great, explain,
suggest, tell Mrs. Lake. Đó chính là những cái notes. Và chúng ta trả lời email chúng ta phải dựa vào những cái notes này. Ví dụ, chúng ta thấy cái email của bà Lake sẽ bắt đầu bởi gì đây? Dear class, bởi vì bà ấy là giáo viên. Đúng chưa? Cho nên bất cứ một cái email nào nó cũng phải có những cái phần mở đầu, phần chào hỏi ban đầu. Được chưa? Thì đây vì đây là giáo viên cho nên người ta dùng gì? Dear class. Đúng không? Còn nếu như là mình là bạn bè, đúng không? Bạn bè viết cho nhau thì chúng ta có thể dùng hi, hello. Đúng không? Cho nó thân mật. Được chưa? Rồi, I'd like our class to have a party to celebrate the end of the school year. Yeah. Rồi, tôi muốn lớp của chúng ta phải gì? Có một bữa tiệc để tổ chức cái cuối năm. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy là gì? Chúng ta phải đáp lại cái đoạn này như thế nào thì cái notes nó đã yêu cầu. Chúng ta phải trả lời là great, tức là chúng ta gì? Cảm thấy great. Đúng không? Nghĩa là không nhất thiết chúng ta phải dùng cái từ great này. Được chưa? Nhưng mà chúng ta phải thể hiện được thái độ là chúng ta đang rất là gì? Háo hức. Chúng ta đang rất là chờ đợi cái bữa tiệc này. Tôi rất là vui khi tôi biết là gì? Chúng ta sẽ có một cái bữa tiệc như thế. Được chưa? Tôi đang cảm thấy rất là háo hức và chờ đợi đến ngày bữa tiệc. Được không? Rồi. Đoạn thứ hai. We could either have a party in the classroom or we could go to the park. Okay, which would you prefer to do? Explain. Như vậy bây giờ cái notes ở đây là yêu cầu gì? Explain, tức là gì? Và giải thích ra. Which would you prefer to do? Bạn thích cái nào hơn? Nghĩa là chúng ta thích gì? Party in the classroom or we could go to the park. Yeah, thích là tiệc ở trong trong lớp học, trong phòng học hay là ở ngoài công viên. Thì bây giờ chúng ta phải nói ra được là chúng ta thích cái nào. Chúng ta phải giải thích ra. Được chưa? Giải thích tức là chúng ta phải đưa ra cả nguyên nhân. Được chưa? Lý do. Đúng không? À, tôi thích bữa tiệc ở trong lớp hơn. Bởi vì sao? Bởi vì dạo này là bây giờ là đang mùa hè cho nên trời rất là hay gì? Hay mưa. Cho nên tôi e rằng nếu như chúng ta tổ chức ở ngoài công viên thì chúng ta sẽ gì? Thì chúng ta sẽ dính mưa chẳng hạn. Được chưa? Giải thích ra. Rồi, what sort of activities or games should we do during the party? Suggest. Chúng ta phải suggest, chúng ta phải gợi ý ra những cái activities hoặc là những cái games mà chúng ta gì có thể chơi, để cho chúng ta có thể tổ chức trong suốt bữa tiệc. Được không? Rồi, nghĩ ra những cái games nào, những cái activities nào. Thì là trong đầu chúng ta nghĩ, chúng ta biết từ nào thì chúng ta dùng cái đó. Như là người ta không đánh giá chúng ta đúng hay là sai. Chúng ta có thể chơi 5-10, chúng ta có thể chơi trúng tìm nếu như chúng ta biết cái từ đó. Được chưa? Mặc dù chúng ta lớn rồi. Được không? Nhưng mà chúng ta vẫn có thể chơi những cái trò đó bởi vì chúng ta chỉ biết những từ đó thôi. Bởi vì chúng ta đang ở đây là gì? Đang nói về tiếng Anh. Đúng chưa? Cho nên là người ta chỉ đánh giá mình là tôi biết cái từ tiếng Anh đó, anh này biết cái từ tiếng Anh đó. Chứ không đánh giá cái tính hợp lý của nó. Được chưa? Rồi mình biết trò gì thì mình biết thì mình ghi cái trò đó ra. Rồi chơi mình có thể thậm chí là chơi đá banh, đá bóng, chơi bóng chuyền hay cái gì đó. Mình biết cái trò gì thì mình ghi cái đó. Được chưa? Chứ đừng có để mất thời gian cho cái việc lựa chọn từ nha. Chứ ngồi kêu, chứ rồi chơi rồng rắn lên mây. Mà giờ rồng rắn lên mây là cái gì đây mà không biết cái tên nó là cái gì. Rồi ngồi suy nghĩ cái hết giờ. Rồi. Tiếp theo, what food do you think we should have at the party? Okay, what food do you think we should have at the party? Rồi, như vậy, ngay cái chỗ này chúng ta phải là tell Mrs. Lake, đúng không? Phải nói cho bà Lake biết là mình nên ăn cái đồ ăn gì. Được chưa? Như vậy, trong đầu mình nghĩ ngay ra những cái món gì. Được chưa? Biết cái món gì thì ghi món đó, thậm chí là mì gói, mì tôm hay cái gì đó. Để cho tôi biết cái từ đó thôi, biết bánh mì chẳng hạn, sandwich hoặc là bread chẳng hạn, rồi Coca-Cola, được chưa? Water, rồi lemonade, để biết cái từ gì thì viết cái đó. Chứ đừng có mà ngồi suy nghĩ một hồi không biết cái cha rồi rượu đế là cái gì rồi không biết rồi cái xong rồi. Ngồi không biết viết cái từ gì, được không? Mất thời gian. Được không? Rồi ở đây không đánh giá cái tính hợp lý đúng hay sai, người ta chỉ đánh giá cái tiếng Anh của mình. Được không? Đánh giá cái tiếng Anh của mình thôi. Mình biết từ nào thì mình viết từ đó. À, như vậy em đã mường tượng ra được là mình sẽ làm cái gì trong phần này chưa?
Rồi cho như vậy một cái email thì em để ý cái cấu trúc của nó phải có gì đây? Dear class. Được chưa? Rồi sau đó đến nội dung, chúng ta sẽ trả lời nội dung từng cái. Được chưa? Sau đó reply soon. Đúng không? Reply soon, trả lời sớm nhé. Như vậy là chúng ta lại đến gần cái phần kết thúc đúng không? Rồi sau đó ký tên vào. Ok. Rồi. Như vậy đây là một cái email mẫu mà chúng ta có thể làm. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy nó bắt đầu bởi vì Dear Mrs. Lake, bởi vì đây là giáo viên cho nên người ta trả lời rất là trang trọng. Đúng không? Và cái ngôn ngữ nó cũng sẽ trang trọng hơn so với viết cho bạn bè, đúng không? I think it's a great idea to have a party to celebrate the end of year, the school year. Thì em thấy là cái phần đầu tiên great, đúng không? Gợi ý là great và người ta đã viết ra thành một câu như thế này. I think it's a great idea to have a party to celebrate the end of the school year. I prefer to do the party at school in the classroom because we spend a lot of time there. And I would think it would be better so that we can remember all the good things that we have made this year so special. Vậy mình thấy là gì? À, người ta đưa ra cái lựa chọn đúng không? À, tổ chức ở trong lớp học và gì? Lý do tại sao? Đúng chưa? Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian ở trong cái phòng học đó rồi. Và bây giờ nếu tuyệt vời hơn nếu chúng ta còn thể gì có thời gian tổ chức ở đó nữa thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ tốt đẹp để nhớ nhớ tới. Đúng không? I think we could bring some games. Okay, like domino. Right? Or one of us can bring his PlayStation and we can play together. Em thấy không? Những cái từ rất là đơn giản. Được chưa? Biết từ nào viết từ đó. Cho chơi domino rồi chơi game mang cái PlayStation tới để chơi đúng không? Cho nên là chúng ta thấy là gì? Chúng ta biết từ gì thì chúng ta viết từ đó. Được chưa? Chứ không quan trọng là nó hợp lý hay không. If you want, I can buy some pizza. Okay, and also something to drink like Coca-Cola or water. Em thấy rất là đơn giản luôn đúng không? Pizza, từ này chắc chắn ai cũng biết. Đúng chưa? Rồi Coca-Cola or water, cái này thì hoàn toàn ai cũng có thể biết được. Okay, the other students will bring some potatoes and the girls will make a cake. Okay. Rồi. Do you like the idea? See you. Okay. Rồi chúng ta thấy đó là cái cách mà chúng ta trả lời một cái email 100 từ, đơn giản không? Quá dễ, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa cái bài đầu tiên, đó là gì đây? Write an email, cái test 1 trong sách của tụi em. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ để cho tụi em 3 phút để tụi em nhìn sơ cái đề này. Được chưa? Để phân tích cái đề, sau đó chúng ta sẽ viết một cái bài mẫu. Được không? Phải trả lời được các câu hỏi là gì, ai là người viết email này, được chưa, và nội dung của email này là để làm gì, được chưa, và yêu cầu mình làm những công việc gì. Ok, rồi tụi em làm trong vòng 3 phút nha. Nãy giờ có ai hỏi cái gì không, có ai thắc mắc cái gì không? Hai bạn này không vô được hả em? Có trong danh sách của có trong danh sách của lớp không? Anh trắng thì mới vừa vừa jam board thì vừa mới share không? Thấy không? Chưa thấy là em ơi. Hình như cái link nó ở đó, các bạn vào được rồi đấy. Em click vào cái link ở trong message, trong tin nhắn thì mới vừa gửi đấy. Vì hôm nay chúng ta sẽ làm tới 3 bài.
Dạ, cho nên chúng ta sẽ cố gắng đi chứ không kịp bài. Nãy giờ có ai thắc mắc gì không? Nãy giờ có ai không hiểu bài không? Có cái gì thì cứ cứ giơ tay hỏi nha, còn không thì cứ bật mic lên rồi hỏi thầy luôn. Giờ có ai thắc mắc gì không? Rồi, vậy là không ai hỏi gì hết đúng không? Nghĩa là hiểu bài đúng không? Rồi, như vậy thì trước hết tụi em nhìn vào cái email ha. Mình sẽ thấy là ok, yêu cầu của bài là chúng ta sẽ làm gì đây? Viết một cái email đúng không? Có 100 từ ha. Rồi, như vậy đầu tiên chúng ta phải xác định là gì? Đọc cái đề này. You recently received an email from your English speaking friend, Pat. Yeah, vậy đọc ngay câu đó chúng ta biết ngay là gì. À, email này là gì? Một bạn nói tiếng Anh. Được chưa? Tên là gì? Pat viết cho chúng ta. Được chưa? Inviting you Tuesday. Được chưa? Mời bạn gì? Đến ở nhà nè. Được chưa? Đến ở nhà bạn đó nè. Và asking you to a special party. Và gì? À, đến một cái bữa tiệc đặc biệt. Ok. Read past email and the notes. Yeah, vừa đọc email và vừa đọc các cái notes. Vậy đây ta thấy có bốn cái notes đúng chưa, ở xung quanh đó. Ok, you have made. Ok, write an email to Pat using all the notes. Yeah, phải trả lời hết tất cả các cái notes này. Yeah. Rồi như vậy chúng ta sẽ thấy là em có đang nhìn bên cái bảng không? Bản này nó thôi thôi vậy để thầy mở file Word nha, để khỏi rườm rà bên này. Để thầy mở file Word rồi thầy share cái file Word nha. Như thế bây giờ em đọc được không, cái màn hình có nhỏ quá không, thấy được không? Dạ được thôi. Rồi, được đúng không? Ok, Dạ được thầy. ok. À, như vậy đầu tiên chúng ta thấy là Pat chào chúng ta là gì? Hi đúng không? Như vậy thì để đơn giản nhất chúng ta chỉ cần viết là gì? Hi hoặc là gì? Hello. Yeah. Hi và hello. Đơn giản. À, không có gì phức tạp. Rồi, như vậy chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là gì? You said you like to come and stay for a while in the summer. So I'm writing to ask if you like to visit in August. Okay. Rồi, chúng ta phải hiểu, để chưa hiểu chính xác được là bạn Pat nói cái gì. Được chưa? Rồi ý bạn là gì? Nói là bạn sẽ đến, đúng không? Đến ở, đúng không? Come and stay for a while. Đến và ở một thời gian đó, đúng không? In the summer. Vào gì? Mùa hè. Rồi vì vậy cho nên tôi viết để hỏi bạn là nếu là liệu bạn có thể gì? Would like to visit. Bạn có muốn đến vào August tháng 8 hay không? Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ trả lời là gì? August perfect. Tháng 8 là gì? Perfect. Là thuận tiện nhất đúng không? Là hoàn hảo nhất đúng không? Because nghĩa là gì? Bởi vì có nghĩa là chúng ta phải đưa ra được cái lý do tại sao. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ nghĩ ra những cái lý do nào mà nó đơn giản nhất. Được chưa? Rồi như vậy chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Perfect như thế nào? Đúng chưa? Được chưa? Như vậy trước hết chúng ta có thể gì? À, cảm ơn bạn đã viết email cho mình chẳng hạn, đúng không? Rồi tôi rất vui khi bạn đã gì viết email cho tôi chẳng hạn. Được chưa? Rồi như vậy chúng ta sẽ viết như thế nào? Hello. Ok, so
I am very happy to get or to receive your email. Okay, hoặc là I am very happy to receive your email thì nó có vẻ hơi formal đúng không? Chúng ta có viết như thế nào cho nó giữ là bạn bè với nhau thôi. Thì chúng ta có thể nói là gì? To hear from you. Yeah, I'm very happy to hear from you. Okay. Rồi. Ta sẽ nói sao nữa? Okay. Mùa hè đang đến đúng không? Mùa hè đang đến và tôi đi cảm thấy như thế nào? Và tôi đang rất là gì? Háo hức vì gì? Tôi sắp được gặp, chúng ta sắp được gặp nhau. Được chưa? Hoặc là tôi đang rất háo hức vì chúng ta sắp được gặp nhau trong mùa hè này. Okay. So I am also very eager. Okay. To this summer. Okay, to this summer or to this summer for our meeting. Yeah, cho cái việc gặp gỡ của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Bây giờ chúng ta mới bắt đầu vào trả lời nè. August perfect. Được chưa? Yeah. Rồi như vậy chúng ta sẽ trả lời như thế nào cho nó dễ nha. Vào tháng 8 có ai có ý kiến gì không? Ai có ý tưởng gì không? Có ai có ý tưởng gì không? Rồi, nếu ai không có ý kiến gì thì thầy tự sửa luôn nha. Okay, for our meeting, I like to visit in summer. Rồi, bạn Long Nguyễn có ý kiến là I'll definitely visit you because it's been a while since we've seen each other. Rồi, ok, viết vậy thì tốt. Tuy nhiên cái đằng sau tụi em nhớ là đằng sau since thì nó là gì? Đằng sau since thì nó là gì? Thì quá khứ ha. Sau since là thì quá khứ đơn, ha, simple past. Cho nên ở đây chúng ta chỉ có thể trả lời là gì? Chúng ta có thể sửa lại thành là gì? Ok, I'll definitely visit you because it's been a while since we last, okay, last met, okay, hoặc là last saw each other, okay, yeah, kể như lần, kể từ lần gần đây nhất chúng ta gặp nhau, được không? Rồi, tụi em có thể dùng cái câu đó để thay cho nguyên cái câu thầy viết ở đây, ha. I am also very eager to this summer, okay, for our meeting. Rồi, để trả lời cái tháng 8 này thì chúng ta sẽ nói như thế nào? August. It is so good that I have also planned to visit you. Okay, this August. Okay. Tôi cũng đã dự định đúng không? Là thăm bạn vào cái tháng 8 này. Được chưa? Okay, visit this August. Okay. Rồi, sao nữa? Chúng ta phải đưa ra gì? Because, lý do đúng không?
Vì sao? Ok, rồi chúng ta sẽ trả lời như nghĩa là không nhất thiết chúng ta phải dùng because ở trong câu. Được không? Các bạn không được ghi âm lại, không được quay quay lại đâu nha. Cái này là quy định của trung tâm nhé, trung tâm vừa báo thầy là không không cho các bạn record lại nha. Tại vì cái này một số bạn có thể tuồn nó ra ngoài, những bạn không đăng ký ôn thi mà vẫn có thể vào vào học như các bạn bình thường. À, bởi vì lúc đó là gì? Thời tiết là gì? Thời tiết là đẹp nhất chẳng hạn. Ok. Because I think what the weather will be the best during this time. Ok, during this time. À, như vậy là chúng ta đã có thể trả lời được cái câu hỏi thứ nhất. Và lý do rất là đơn giản, the weather will be the best. Ok. Hoặc là the weather will be the most beautiful. Ok, during this time. Rồi, tiếp theo. By the way, is my brother Tim's 20th birthday on the 10th August? So try to be here then, because there will be a big special party to go to. Lots of our friends and relatives will be here. Okay, so birthday present. Okay, tell pets my ideas. Okay, vậy chúng ta sẽ bàn về cái gì? Birthday present. Được chưa? Và chúng ta phải present tức là gì? Quà, quà sinh nhật. Chúng ta sẽ dùng mình sẽ định là tặng cái quà sinh nhật gì. Được chưa? Và nói cho Pat biết những cái ý tưởng của mình là mình định tặng cái gì. Được chưa? Rồi như vậy chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Được chưa? Với chúng ta phải thể hiện cái sự ngạc nhiên đúng không? Là gì? Hoặc là cái sự háo hức đúng không? Hoặc là vui vui mừng đúng không? Ok. Như vậy chúng ta sẽ nói sao? It is great that Tim's what birthday, okay, is in August, okay, or is in August, okay. So I will definitely, okay, try to be there right on his birthday, okay, or right on that day. À, bởi vì chúng ta đã nhắc cái his birthday lần trước rồi. À, thì chúng ta viết như thế nào nó đơn giản thôi, được chưa? Để cho cái ngôn ngữ đây là ngôn ngữ chúng ta viết cho gì? Bạn bè. Được không? Cho nên nó đơn giản, chúng ta đừng có viết một cách nó quá là học thuật, được chưa? Nó quá là màu mè châu chuốt thì nó sẽ là thành là văn phong như thế nào, nó lại sai về cái văn phong, cho nên điểm nó lại lại không cao, được chưa? Bởi vì chúng ta đang viết cho gì? Cho bạn bè, được không? Như vậy chúng ta thấy là rồi bạn có viết có đề xuất ý kiến là gì? So happy for your brother's birthday. I'll give him a pair of shoes to celebrate his day. Ok, rồi viết vậy tốt ha. Rồi. Rồi, như vậy chúng ta sẽ viết nối. By the way, chúng ta sẽ dùng những cái từ nối như thế nào được không? By the way, ok, nhân tiện thì, đúng không? Bởi vì người ta không nhắc tới, đúng không? Không nhắc tới là à, chúng ta phải mang quà hay như thế nào tới, nhưng mà chúng ta gì? À, nhân tiện đây thì chúng ta nói luôn. Ok, by the way. Ok, I am thinking of what? Giving him, rồi lấy ý kiến của bạn ha. Giving him a
pair of shoes. Okay. A pair of shoes, okay, to celebrate his day, okay, cũng được ha. So, hoặc là give him a pair of shoes, yeah, là được rồi. À, rồi chúng ta sẽ hỏi ý kiến là gì? Hỏi ý kiến là gì? Do you think it is a? Do you think it is a good idea? Okay, do you think it is a good idea? It is a good idea. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái câu trả lời câu hỏi thứ hai. Rồi, câu hỏi thứ ba có nghĩa là chúng ta có thể xuống hàng hoặc là chúng ta có thể viết luôn ha, cũng được. Rồi, thầy thì thích xuống hàng cho nó rõ ràng hơn, thường trong email thì nó sẽ có cái xuống hàng cho nó rõ ràng phân biệt giữa các cái ý với nhau ha. Rồi, ý thứ ba. I'm on holiday in August too, perhaps we could go camping for a few days as well. Okay. À, tôi cũng đi holiday vào gì August. Được chưa? Và gì có thể chúng ta sẽ đi camping for a few days as well. Và câu trả lời của chúng ta là gì? À, có muốn hay không thì chúng ta cũng phải trả lời là gì? No. Được chưa? Because. Được chưa? Bởi vì như thế nào đó. Rồi các bạn viết thì cho thầy xem thử là có ai có ý kiến gì hay không. Tôi sẽ không đi camping được, không đi cắm trại được. Lý do tại sao? Ok. Chúng ta sẽ nghĩ ra những cái lý do đơn giản thôi. Được chưa? Ví dụ như là gì? Tôi chỉ ở đó một vài ngày thôi. Được chưa? Tôi chỉ ở đó một vài ngày thôi cho nên là gì? À, tôi nghĩ là mình sẽ không có đủ thời gian để đi cắm trại vài ngày, bởi vì chúng ta phải vừa chuẩn bị, chúng ta phải chuẩn bị cho nó và gì mất rất là nhiều thời gian cho việc chuẩn bị, đúng chưa? Rồi thì các bạn nào viết giùm thầy nha. Dù là chúng ta không thể tham gia được nhưng mà chúng ta sẽ không trả lời một cách thẳng thừng là gì? No, because. Được chưa? No, I can't. Được chưa? Chúng ta sẽ không trả lời như thế, một cách thẳng thừng như vậy, mà chúng ta sẽ trả lời như thế nào thể hiện cái sự gì? Tiếc nuối, đúng không? Ok, tôi rất tiếc là gì? Yeah, rồi bạn Hà Phương có ý kiến là gì? Camping is a good idea, but I'm worried I won't have enough time to go. I've already planned all the days. Ok, rồi, bạn viết rất là tốt ha. Rồi, như vậy chúng ta có thể dùng cái ý của bạn. Rồi, camping is a good idea. Rồi, hoặc là bạn Thu Hương. Oh, I'm sorry I can't go camping with you because I'm busy with the exam schedule to get. Ý của bạn Hương cũng được, tuy nhiên thì cái ý mà kiểm tra thì nó hơi hơi vô lý đúng không? Bởi vì chúng ta đang gì? Chúng ta đang đi đi nghỉ mà đúng không? Đang tới nhà bạn để chơi mà. Được chưa? Nghĩa là cái thời gian đó chúng ta đã nói là chúng ta rảnh để chúng ta đi đến nhà bạn ở mấy ngày. Đúng không? Thì nếu như mà tới nhà hơi vô lý. Được không? Rồi. Chúng ta có thể đưa ra cái ý kiến giống như bạn bạn Hà Phương. Ok. Yeah, camping is a good idea, but. Rồi, bạn dùng cái từ but để thể hiện cái sự gì? Cái trái ngược đúng không? Ok, but I'm worried I won't have enough time to go. Ok. I already planned all the days there. Cái khúc phía sau này thì nó cũng chưa rõ ý lắm. Cái chỗ mà I've already planned. Được chưa? Cái ý phía sau này nó vẫn chưa có rõ lắm.
Plan all the days there. Tức là tôi đã lên các kế hoạch. I have gì? Have had. Okay. Plans. For all the days there. Okay. All the days there. Rồi. Thì okay. Thì là tôi đã có kế hoạch hết cho cái chuyến đi sắp tới rồi. Được chưa? Nên là tôi sẽ không đi cắm trại được. Rồi, để tiếp cái câu hỏi tiếp theo đó là gì? Let me know if there's anything else you particularly like to do, then I can make some plans. Okay. Rồi, yes, we could. Nghĩa là tôi, tất nhiên là tôi có những cái việc mà tôi thích làm vào đó rồi đúng không? Rồi, giờ kể ra đó là những cái việc gì? Rồi, chúng ta sẽ kể ra những cái việc đơn giản thôi. Ví dụ như là gì? Go to the museum chẳng hạn. Hoặc là go to the... biết những cái từ nào đơn giản thì chúng mình... Thì nói ha. Là theme park. To a theme park. Những cái từ đơn giản thôi. Yeah, hoặc là to the ocean chẳng hạn. To the sea. To the beach. Đúng không? Tôi biết là gì? Chỗ bạn nổi tiếng là gì? Các bãi biển đẹp cho nên tôi nghĩ là gì tôi sẽ dành hết các thời gian tôi ở đó gì để thăm hết các cái bãi biển đẹp thì nó sẽ đơn giản hơn được chưa? Đáp án không? Có câu trả lời không? Thôi. Rồi, không có ai có câu trả lời không không? Rồi, như vậy thầy sẽ lấy cái ý giống như của thầy nha. Ok. As I know. Ok. Your city is so famous for beaches. Okay. So I think I will spend most of my time to visit all the beaches there. Okay. I love the sea. Okay. Như vậy chúng ta nói một cái câu rất là đơn giản đúng không? So I think I will spend most of my time to visit all the beaches there. Okay, I love the sea. Rồi, như vậy đó là cái rồi sau đó chúng ta sẽ gì? Chào ha. Okay. See you soon, right? Rồi, như vậy là xong. Chúng ta khỏi cần ký tên. Bởi vì ký tên thì nó sẽ dễ bị bởi vì chúng ta sẽ cắt phách bài thi đúng không? Mà chúng ta còn viết tên vào nữa thì cũng như không. Rồi đừng viết tên nha. Rồi see you soon. Rồi tới đó là xong ha. Rồi các bạn đã thắc mắc cái phần viết email không? Như vậy cái phần này là tổng cộng là đã 144 từ rồi là hơi dài rồi đó thì viết cũng hơi bị lố rồi đó. Yeah, cho nên chúng ta có thể bỏ một số cái câu câu mở đầu chẳng hạn. Yeah, nó cũng hơi bị thừa thì chúng ta có thể bỏ đi. Và nếu chúng ta kịp thời gian thì chúng ta hoàn toàn có thể viết được. Nếu như mà tiếng Anh của tụi em tốt thì hoàn toàn tụi em có thể viết trong 20 phút cái email này nữa. Không là gì cả. Đúng không? Rất là dễ. Rồi, có ai... Rồi, các cái cấu trúc câu tụi em để ý nè. Ở đây thầy ít dùng những câu đơn đúng không? Rồi, famous là famous for nha tụi em, chứ không có famous about nha.
Nổi tiếng về là tiếng Việt nha. Được chưa? Nổi tiếng về. Rồi cái phần này thì không cần phải from to gì hết hay là subject gì hết nha. Và về cái email mà khi chúng ta trả lời thì nó như thế nào? Là nó đã tự động rồi. Được chưa? Rồi cho nên là chúng ta không cần phải from to hay là subject gì cho nó mất thời gian. Được chưa? Chúng ta chỉ cần chấm cái nội dung, họ chỉ cần chấm cái nội dung thôi. Nên không cần lăn tăn cái đó ha. Tại vì cái subject là chúng ta reply thôi, chúng ta chỉ bấm reply thì chắc tất nhiên là nó hiện ra cái chữ gì? Re đằng trước cái subject đó rồi. Chứ chúng ta không việc gì phải thay đổi cái subject cả. Đúng không? Bởi vì mình không có viết một cái email mới mà chúng ta viết một cái email reply. Rồi. Bạn Hà Phương hỏi là famous about hay là famous for, thì nhớ là famous for nha, chứ không có famous about nha. Được chưa? Rồi tiếp theo nữa là cấu trúc nào cần lưu ý không thầy, thì chúng ta sẽ có những cái cấu trúc tụi em thấy để ý nè. Thì hay dùng những cái cấu trúc gì? It is so good that nè. It is so good that. Thấy không? Rồi. Rồi. Tiếp theo đó là gì? Because nè, những cái cấu trúc câu phức câu ghép để cho because I think. Cho tụi em cố gắng dùng những cái cấu trúc câu phức hoặc là câu ghép vào, đừng có viết câu đơn liên tục, đừng có viết toàn là câu đơn không. Được chưa? Ta sẽ dùng những cái từ để nối này, những cái cấu trúc từ nối này, because này bởi vì để chỉ lý do nè, so được chưa? Để chỉ kết quả nè, vì vậy nè, được chưa? Rồi hoặc là but nè để chỉ gì, sự tương phản, được chưa? Rồi tiếp tục thì dùng cấu trúc gì, so được chưa? Để thì tại vì trong văn nói, tại vì đây là cái văn mà chúng ta viết gì cho bạn bè, được chưa? Thì chúng ta sẽ viết nó ngắn gọn, à viết nó cái những cái cấu trúc đơn giản thôi. Chúng ta đừng những cái viết những cái cấu trúc mà nghe nó có vẻ quá formal, ví dụ như là although, rồi not only but also, những cái cấu trúc nó quá là formal, được chưa? Nó sẽ không phù hợp với lại cái gì, không phù hợp với viết cho bạn bè. Bởi vì chưa viết cho bạn bè thì chúng ta chỉ viết cái văn phong nó đơn giản càng tốt, được chưa? À, cho nên chúng ta để ý nha, chứ không phải là chúng ta thể hiện cái văn phong của mình nó thực sự là rất là academic thì nó tốt, nên mà nó phải tùy trường hợp, được chưa? Rồi tụi em đã thấy hết cái email chưa? Rồi vậy đây là toàn bộ cái email mà chúng ta sẽ viết ha. Rồi tụi em có thể chụp màn hình hay gì đó ha. Rồi như vậy là chúng ta xong cái part 1 viết email. Bây giờ chúng ta sẽ sang part 2. Trong phần 2 chúng ta sẽ chọn một trong hai câu hỏi, được chưa? Câu hỏi thứ hai hoặc là câu hỏi thứ ba, được chưa? Ok, choose one of the following questions, chọn một trong những câu hỏi dưới đây, được chưa? Write your answer in about 100 words, rồi viết trong khoảng 100 từ thôi. Ok, vậy chúng ta sẽ thấy là gì? Rồi ví dụ như câu hỏi thứ hai đây, được chưa? Và câu hỏi thứ ba đây, nghĩa là chúng ta chỉ chọn một trong hai câu hỏi này để trả lời. Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai đó, tức là câu hỏi thứ hai đó, được chưa? Nó sẽ liên quan tới một cái article, tức là một cái gì, một cái mẫu tin, được chưa? Một cái mẫu tin này như thế nào, nó sẽ đưa ra một cái cái notice ở trên một cái magazine, trên một cái tờ tạp chí nào đó, được chưa? Và nhiệm vụ của mình là sẽ trả lời cái những cái câu hỏi của cái mẫu tin này, được chưa? Để sau đó người ta sẽ xem xét là xem có nên publish cái bài của mình lên tạp chí hay không. Được chưa? Ví dụ nó sẽ theo về một cái chủ đề, ví dụ như về gì đây, shopping. Ok. Shopping, write an article telling us whether you like shopping. Ok. Rồi chúng ta sẽ viết một cái article để nói là gì? À, liệu là chúng ta có thích shopping hay không? Được chưa? And where your family usually goes shopping. Thế tất nhiên là với những cái câu hỏi này thì chúng ta nên trả lời là gì? Có, tôi rất là thích shopping mặc dù tôi không thích.
Được chưa? Chứ bây giờ tụi em mà trả lời no, cái là mình sẽ chẳng còn gì để viết nữa. Được chưa? Tại vì mình phải viết 100 từ mà bây giờ nói no thì giờ biết viết cái gì bây giờ? Được chưa? Và những cái câu còn lại nó sẽ gì, hoàn toàn là gì? Vô nghĩa. Được chưa? Bởi vì chúng ta sẽ không trả lời được hết tất cả các câu hỏi. Cho nên cố gắng những cái câu hỏi này chúng ta sẽ cố gắng trả lời là yes. Ok. And where your family usually go shopping? Rồi gia đình thường đi đâu? Thì ngay lúc này trong đầu chúng ta sẽ nghĩ đến những cái nơi nào mà chúng ta hay đi mua sắm. Được chưa? Rồi nhưng mà những cái từ này chúng ta biết thôi. Được chưa? Ví dụ chợ truyền thống thì chúng ta sẽ có là gì? Traditional markets, chẳng hạn traditional markets. Được chưa? Hoặc là supermarkets. Được chưa? Hoặc là hay mua sắm online chẳng hạn. Được chưa? Rồi đó, vân vân. Được chưa? Những cái nơi nào mà chúng ta, hoặc là gì department store, hoặc là những cái mall, đúng không? Vậy là chúng ta viết biết những cái từ nào thì chúng ta dùng những cái từ đó ha. Rồi, does your family buy things online? Why not? Được chưa? Chúng ta có thể nói luôn, ví dụ đây là đang cái thời kỳ COVID-19 chẳng hạn. Được chưa? Cho nên là gì? Gia đình tôi hạn chế đi ra ngoài mua sắm. Đúng không? Cho nên là gia đình tôi chỉ hầu hết là đặt được những hầu hết là đặt mọi thứ gì online hết. Được chưa? Bởi vì nó rất là dễ tiện lợi và sẽ hạn chế được gì tiếp xúc nhiều người. Mà cái đó khó quá thì không biết viết được không? Được chưa? Nếu mà cảm thấy viết được như thế thì chúng ta viết. Còn ví dụ chúng ta còn không thì chúng ta nói là gì? Gia đình tôi rất là thích gì? Mình rất là thích mua sắm online. Được chưa? Bởi vì sao? Bởi vì nó rất là gì? Thuận tiện. Đúng không? Rất là thuận tiện và gì nữa? Mà chúng ta chẳng phải gì, chúng ta không phải đi đâu cả, chúng ta chỉ cần gì? Chúng ta chỉ cần ở nhà và gì? Mua được mọi thứ với giá rất như thế nào? Với giá rất là tốt. Được chưa? Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu viết nha. Một cái mẫu tin. Xem được ta. Cái phần bài hồi nãy là thầy xóa rồi nha. Cho nên ai không sửa được, ai không em cố gắng nãy chụp màn hình được hết rồi đúng không? Chụp bài rồi đúng không? Không thì thầy viết luôn ở bên bên này ha. Nó sẽ trả lời là gì? I'm sorry. Đâu rồi, bà đâu rồi? À,
Okay, whether you like shopping, okay, có thích shopping hay không? Được chưa? Vậy chúng ta phải trả lời như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào cho nó phù hợp. Actually, okay, thực ra đúng không? Okay, actually, thực tế thì, đúng không? I am a big fan of. Rồi đây là một cái cấu trúc để em cần nhớ. Cấu trúc rất là hay khi chúng ta thể hiện là chúng ta thích cái gì đó. Okay, I am a big fan of music. Tôi rất là thích nhạc. Được chưa? Hoặc là I am a big fan of Vietnamese food chẳng hạn. Được chưa? Tôi rất là mê đồ ăn Việt Nam. Được chưa? Hoặc là I'm crazy about. Được chưa? Tôi rất rất là thích điên cuồng về cái gì đó. Okay, I'm a big fan of shopping. Okay, actually I'm a big fan of shopping. Okay, so I spend lots of money. Okay, I'm shopping every month, for example. Okay, I spend a lot of money on. Chúng ta thể hiện là gì? Tuy là câu đơn nhưng chúng ta có cấu trúc là gì? Spend money on something. Okay. On shopping every month. Rồi, sẽ trả lời câu hỏi là gì? Where your family usually go shopping? Okay. Và chúng ta sẽ gia đình thì hay đi đâu? Được chưa? Ví dụ ta chỉ cần trả lời đơn giản thôi. Đó là gì? Gia đình tôi thường gì? Đi. Thường mua sắm ở gì? Siêu thị. Bởi vì gì? Bởi vì ở gần nhà tôi có một cái siêu thị Big C rất là to chẳng hạn. Được chưa? Và tôi hầu như có thể tìm thấy bất cứ cái thứ gì ở mà chúng tôi muốn ở đó. Được chưa? Rồi. So, my family often goes. Rồi ở đây, my family thì tụi em có thể dùng goes hoặc là go đều được ha. Động từ số ít hoặc số nhiều đều được. Goes to what? Big C, right? Big C supermarkets. Okay. Next to our building chẳng hạn, hoặc là next to our building cũng được, hoặc là next to our apartments, có biết apartment không? Apartment là chung cư ha, hoặc là next to our house chẳng hạn, ha, hoặc next to our place, chứ ở chỗ của chúng tôi cho nó đơn giản. Rồi giải thích thêm một tí ha. Ok. Nó là một cái siêu thị gì? Big C là một cái siêu thị rất là lớn mà chúng ta có thể gì nơi mà chúng ta có thể tìm gì? Bất cứ cái gì chúng ta muốn ở đó. Muốn đúng không? Ok, như vậy chúng ta sẽ dùng cấu trúc gì? Câu gì? Relative clause đúng không? Câu mệnh đề quan hệ. Ok. So big C, right, is a very big, right, supermarket, okay, supermarket, hoặc là chúng ta có thể nói là gì, cái siêu thị lớn nhất ở địa phương của tôi đi ha, okay, để chúng ta khoe cái cấu trúc gì, và sánh hơn nhất, is the biggest, okay, supermarket in our location, hoặc là in our region hoặc in our area, chúng ta biết từ nào chúng ta dùng từ đó. Okay, where, như vậy. Okay, nơi mà, đúng không? Cấu trúc mệnh đề quan hệ đúng không? We can find almost what? Yeah, where we can buy everything we want. Đúng rồi ha.
Okay, where we can fight, where we can buy almost everything how we want, everything we want. Yeah. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Sorry. Does your family buy things online? Why or why not? Okay. Rồi, như vậy có ai có ý kiến gì không? Nếu mà nói về cái thời điểm COVID như bây giờ thì tụi em có viết được không? Dễ không? Chúng ta chỉ cần nói là về COVID-19 time, đúng không? Đây là bởi vì bây giờ, hiện tại bây giờ nè. Được chưa? Chúng ta đang là thời gian COVID đúng không? Nên là mọi người tốt nhất là nên gì? Stay at home. Đúng không? Nên là chúng tôi vẫn gì? Nên hiện tại thì gia đình tôi gì thích mua sắm online hơn. Được chưa? Rồi như vậy từ bên trên mà xuống bên dưới là chúng ta thấy hai ý đối lập nhau. Đúng không? Ở bên trên là chúng ta hay đi supermarket, đúng chưa? Hay đi Big C. Đúng chưa? Tuy nhiên thì đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta sử dụng một cái từ để thể hiện cái sự gì? Đối lập giữa các cái ý với nhau. Được chưa? Để có cái sự kết nối giữa các ý với nhau. Như vậy chúng ta sử dụng cái từ gì? À, rồi hoặc là bạn bạn Nguyễn Luân. Bạn Nguyễn Lân có trả lời là gì? I don't like buying online. Được chưa? Hoặc là I don't like shopping online ha. Chứ chúng ta ít dùng buying. Nếu mà em dùng buying thì em phải dùng buying things online. Ha. Mua mua mọi thứ online ha. Tại vì buy thì nó phải có động từ, phải có từ ngữ phía sau nó. Được chưa? Hoặc là I don't like shopping online because I can check the quality of the products. Okay. Rồi. Hoặc là chúng ta có thể nói là gì? Mặc dù, đúng không? Mặc dù là tôi không thích gì mua online bởi vì tôi không thể check được cái quality của cái products, đúng không? Nhưng mà bây hiện tại bây giờ thì gì? À, đang thời kỳ COVID nên tôi nên chúng ta phải ở nhà nên tôi nên gia đình chúng tôi chọn gì? Cách là gì? À, mua sắm online. Okay. Bởi vì đó là cách tốt nhất, đúng không? Và đó là sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Được chưa? Rồi, đó là theo ý của bạn Luân. Nếu mà chúng ta nói là gì? Tôi không thích mua sắm online. Được chưa? Rồi, nếu như mình dùng theo ý của bạn Luân thì chúng ta nên dùng là gì? To be honest. Okay. Yeah, to be honest, thành thật mà nói. To be honest, I don't really like what shopping online because okay, I can check the quality of products. Okay. Products, okay. The quality of products, okay. However, it is the now time of what COVID-19, okay. Tuy nhiên thì, okay. So we chúng ta có cấu trúc là gì? Chúng ta nên cái gì đó, đúng không? We the better, hoặc là we had the better. So we the better. Stay at home, right? Stay at home. Okay, trong trường hợp đó, in this case, okay, trong trường hợp này, vì sao? Online shopping seems to be the
best choice, đúng không? And my family is now okay almost but shopping through webs okay through shopping webs or through webs okay rồi thay vì chúng ta cứ dùng gì shopping online thì chúng ta có thể dùng gì okay through webs à, thông qua các trang web okay rồi như vậy là chúng ta trả lời xong các cái gì các câu hỏi được chưa. À, tầm khoảng 8 câu à. À, tầm khoảng hơn 100 từ một tí ha, nhưng mà viết như thế là được ok được không? Rồi có ai có thắc mắc gì không? Cái phần viết article thì em thấy là cái ngôn ngữ ở đây nó khác không? Nó hơi khác so với cái thư hồi nãy một tí đúng không? Cái thư hồi nãy thì cái ngôn ngữ của mình nó có vẻ là daily conversation hơn, nó giống như là ngôn ngữ hàng ngày hơn, được chưa? Còn cái article này là bởi vì cái mẫu tin mà mình sẽ đăng lên đâu, lên một cái tờ tạp chí, được chưa? Cho nên cái ngôn ngữ nó có vẻ là nó formal hơn một tí, được chưa? Nên chúng ta có thể dùng những cái cụm từ ví dụ to be honest hoặc là cái gì đấy I'm a big fan of, được chưa? Và chúng ta có thể dùng cấu trúc gì? Mệnh đề quan hệ where we can find almost everything we want. Được chưa? Hoặc là so we the better. Những cái cấu trúc đúng không? We the better. Được chưa? Chúng ta nên làm cái gì đó. Hoặc là seems to be. Được chưa? Thì nó formal hơn. Được chưa? Formal hơn. Ok. Seems to be. Được chưa? Rồi đó là những cái cấu trúc mà chúng ta cần lưu ý trong cái phần article này. Rồi có bạn nào thắc mắc gì không? Rồi, nếu không thắc mắc gì thì tụi em coi lại cái đáp án ha. Chụp lại cái đáp án hay như thế này, hay viết lại đáp án gì đó. Rồi, giờ thầy qua cái phần mới luôn. Rồi, như vậy là tụi em có thể lựa chọn viết một cái gì? Article như chúng ta vừa viết. Hoặc, nhớ nha, hoặc nha, chọn một trong hai thôi. Thì nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại đó. Bởi vì nói đi nói lại rồi, nhưng mà khi thi, rất nhiều bạn viết cả hai. Được chưa? Và cái điều này là gì? Chắc chắn là các bạn rớt rồi, bởi vì không thể không biết cho điểm như thế nào cả. Được chưa? Rồi, cho nên là chúng ta sẽ chọn một là cái article vừa nãy, hoặc là nếu tụi em thích viết một câu chuyện nào đó thì tụi em sẽ chọn câu hỏi thứ ba. Ok, so your English teacher has asked you to write a story. Ok, this is the title of your story. Vì đối với cái câu chuyện này nè thì nó sẽ có rất là nhiều dạng. Ví dụ như cái dạng bài này thì nó sẽ cho mình là cái title, tức là cái gì? Cái tựa đề của cái câu chuyện. Được chưa? Có nghĩa là người ta sẽ cho mình cái tựa đề của câu chuyện và chúng ta sẽ viết một cái câu chuyện, kể một câu chuyện liên quan đến cái tựa đề này. Ví dụ, the most enjoyable day of my life. Cho một ngày mà gì thú vị nhất cuộc đời tôi, một ngày vui vẻ nhất cuộc đời tôi. Được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ viết một câu chuyện như thế. 100 từ nha, cũng nhớ là 100 từ. Hoặc là đôi khi thì nó sẽ là hãy viết một câu chuyện mà nó bắt đầu bởi cái câu này. Được chưa? Ví dụ như là cái câu tôi giật mình dậy và chợt nhớ đến cái giấc mơ vừa nãy. Được chưa? Vậy là có nghĩa là chúng ta phải kể ra gì? Phải kể ra cái câu chuyện là chúng ta vừa mới mơ cái gì. Được chưa? Hoặc là gì, hãy viết một cái câu chuyện mà nó kết thúc bởi cái câu như sau. Được chưa? Tôi tức giận và đứng lên bỏ đi.
Tôi tức giận và đứng lên bỏ đi có nghĩa là gì? À, như vậy trước đó nó phải xảy ra cái chuyện gì đó, mà bây giờ câu kết thúc của cái câu chuyện đó là gì? Tôi tức giận và đứng lên bỏ đi. Được chưa? Như vậy đó là những cái hình thức ra đề của cái bài này. Được chưa? Thì tụi em để ý ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết một cái câu chuyện kể về gì đây? The most enjoyable day of my life. Được chưa? Cái ngày mà chúng ta cảm thấy là gì? Enjoy nhất. Thì bây giờ cái ngày gì thì nó đơn giản nhất, được chưa? Cho nên chúng ta phải nghĩ đến một cái ngày nào mà nó dễ viết nhất, chứ chúng ta đừng có viết một cái câu chuyện gì mà nó quá rắc rối, để cho rồi chúng ta sẽ bị mất thời gian để suy nghĩ về từ vựng, về 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 cốt truyện, được chưa? Ví dụ một ngày mà tôi enjoyable nhất. Rồi, ví dụ bạn Hữu Sang. À, thì bạn cho là the day I had met the half of my life. Gặp một nửa cuộc đời của tôi. Ok, cũng được ha, nhưng mà nếu make sure là gì? Là nó là phải dễ viết nha. Được chưa? Gặp một nửa kia của mình, của đời mình thì như thế nào? Được chưa? Nhưng mà ở đây không nhất thiết chúng ta phải dùng had the met ha. Là chúng ta chỉ cần dùng là gì? The day I met. Ok. The other half of my life. Ok. It was the day I met the other half of my life. Ok. It was the day I met. Tại vì sao chúng ta không dùng quá khứ hoàn thành? Had met. Had met là diễn tả một hành động gì? Xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ nữa. Được chưa? Ở đây không có hành động nào xảy ra trước hành động đó cả. Được không? Rồi, chỉ đơn thuần là một hành động xảy ra trong quá khứ thì chúng ta dùng thì quá khứ đơn. Như vậy đối với cái kể chuyện này nè, thì hầu hết nó là thì gì? Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn. Được chưa? Cho nên là chúng ta để ý nha, cái nào quá khứ đơn, cái nào quá khứ tiếp diễn. Ok. Thông thường là nó dùng trong quá khứ bởi vì nó kể một câu chuyện mà một cái chuyện đã xảy ra. Ok. Rồi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ viết cái gì cho nó dễ nhỉ? Ngày vậy có ai có ý kiến nào khác không? Rồi, it was the day I had my first job. Ok, cũng hay đúng không? Ngày mà tôi viết về một ngày tồi tệ. Ngày tồi tệ thì không được em nhé. Tại vì đây là enjoyable, một ngày vui vẻ nhất. À, chứ không phải là một ngày đáng nhớ nhất. Nha. Ngày thi tiếng Anh lên một. Đó, ngày vui nhất à. Vui nhất mà thì bây giờ đâu còn ngồi đây thi nữa em, đâu còn ngồi đây để mà ôn nữa. Nếu cái ngày lần đầu tiên em thi B1 mà ngày vui nhất của đời em thì giờ em đâu còn ngồi đây nữa. Cho nên phải là cái ngày gì, ngày nào mà cái ngày đơn giản thôi, ví dụ như là đó là ngày chủ nhật tuần trước khi mà gì em họ của tôi ở đâu đó đến thăm, chờ sau một thời gian rất là lâu. Được không? Rồi chúng ta sẽ kể ra. Đó, bắt đầu tào lao rồi nha. Rồi, tập trung cho bài nè. Đó, cho nên đi thi mà cứ suy nghĩ lung tung vậy là làm hết thời gian đó nha. Tôi tin là I believe last Sunday was the most enjoyable day in my life. Okay,
Đó, viết rất là đơn giản, viết như một đứa con nít viết vậy đó. Được chưa? Last Sunday was the most enjoyable day in my life. Since ở đây có nghĩa là bởi vì đó nha, chứ không phải có nghĩa là because, không phải có nghĩa là kể từ đâu. Since, được chưa? Since my cousin from the US, USA. Okay, hoặc là from the US. Okay. Came to visit me for the first time. Okay. Rồi, một cái anh em họ gì đó ở Mỹ về thăm. Được chưa? Lần đầu tiên. Rồi, đó là cái ngày vui nhất. Ok. Rồi, tại sao vui? Kể ra. Được chưa? Ngày hôm đó làm cái gì từ sáng? Rồi, ngay khi về nhà, đúng không? Ngay khi về nhà, tôi đã về dẫn anh ấy đi đâu? Ai có ý kiến gì không? Ai kể cho thầy cái những cái việc, list cho thầy những cái việc, khoảng 3 việc đi. 3 việc mà tụi em biết đi, đơn giản nhất. Rồi, mình chọn đây, tụi em viết đây, viết 3 việc đi. Thầy coi cái nào đơn giản nhất thì mình viết cho nó dễ. Được chưa? Chứ còn không rồi nó lại 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 cao siêu quá rồi nó lại không biết viết. He still remembers the mother language, okay, mother tongue. Rồi, vẫn nhớ. Vẫn nhớ tiếng Việt. Thôi đừng có làm mọi chuyện phức tạp lên nha. Đừng có qua... I'm sorry. Còn gì nữa không? Rồi, không ai có ý kiến gì hết. Nguyên một ngày để gì đi khắp thành phố để gì ăn hầu hết tất cả các món Việt Nam. Đúng không? Và gì điều và rất là vui là gì? Anh ấy thích tất cả những món của gì? Món của Việt Nam và anh ấy nói là gì? Ẩm thực Việt Nam là gì? Là ngon nhất là ngon nhất thế giới chẳng hạn, được chưa? Rồi tiếp theo là gì?
Rồi buổi tối thì gì? Chúng tôi, cả gia đình chúng tôi đã cùng nhau có một cái bữa tiệc rất là gì? Rất là vui để chơi với tất cả mọi người cùng nhau về sing rồi dance chẳng hạn. Được chưa? Đó làm cho cái ngày đó tôi không thể nào quên được. Được chưa? Rồi. Tôi bắt đầu ha. Okay, very early in the morning. Okay, very early in the morning. We went to the hill. Okay, in our area. Okay, to see the sun rise. Okay, to see the sun rise. Right, để ngắm bình minh. Went to the hill in our area to see the sunrise. Okay. After that, what? After that, okay. Hoặc là I took him, ha, đưa anh ấy, hoặc là her, I took him. Okay, I took him hoặc là I drive him. I took him. Okay. All around the city. Okay. And all around the city. Rồi tới lúc này chúng ta sử dụng một cấu trúc như thế nào? Okay, enjoying. Okay. Most of Vietnamese, okay, Vietnamese what foods, okay, là Vietnamese what traditional foods, okay, in our city. Rồi, từ nay đi khắp thành phố, được chưa? Rồi ăn hết tất cả các món, đúng không? Ở trong thành phố. Thành phố. Okay. It was very good that he liked, right, Vietnamese foods. I'm sorry. Foods a lot. Okay. Một hai ba bốn câu rồi à, sợ nó hơi dài đấy. Relax. Được chưa? Rồi nếu như chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể viết thêm, ví dụ như là gì? Anh ấy nói là gì? Anh ấy nói với tôi là gì? Ẩm thực Việt Nam, đúng không? Thức ăn Việt Nam là gì? Ngon nhất thế giới chẳng hạn. Ok. Còn không thì thôi, chúng ta bỏ qua cái đó ha. Rồi tiếp theo. Ok. Actually, tụi em nhớ là thầy rất là hay dùng những cái từ gì? Những cái từ nối. Những cái từ chuyển nè. Một cái after that. Được chưa? Rồi very early in the morning. After that. Được chưa? It is very good that. Okay, especially. Đặc biệt là. Ok. In the evening. Ok. Our family. Okay, help, right, help, tổ chức một cái gì, help a party, okay, with all of our relatives, về với tất cả những họ họ hàng luôn, okay, then our
Yard, ở ngoài sân, à, now yard, sân, ok, quý, sáng, and, dance, sáng, I'm sorry, we ate, đúng không? Chúng tôi ăn nè, rồi gì nữa, drank, uống nè, sing, I'm sorry, sáng, and, danced, okay, với nhau. This made the day, rồi nó tạo cho cái ngày đó như thế nào? Unforgettable, unforgettable to every, everyone. Okay. Nó tạo cho gì? Cái ngày đó như thế nào? Không thể nào quên với tất cả mọi người. Thì coi như đây là một cái câu kết luận. Được chưa? Okay, this made the day unforgettable. Nó khiến cho gì? Ngày đó không thể nào quên với tất cả mọi người. Ok. Rồi, như vậy nếu chúng ta viết được như thế thì ok. Được chưa? Đây là cách chúng ta kể một câu chuyện đã xảy ra. Được chưa? Tại sao mà đó là một cái ngày enjoyable. Được chưa? Một cái ngày nhất, enjoyable nhất trong cuộc đời. Được chưa? Nó có thể vô lý một tí, được chưa? Nhưng mà nó dễ viết cho mình, được không? Những cái gì nó đơn giản thôi. Rồi, vậy có ai có thắc mắc gì không? Có ai đặt câu hỏi gì không? Cho cái phần, cho cả bài ngày hôm nay luôn đi. Ba phần luôn, email, article và story. Ba phần. Em nhớ là thầy rất là nhấn mạnh những cái từ nối nha. Được chưa? After that especially. Được chưa? Rồi những cái từ nối trong trong bài chắc chắn tụi em phải có một vài từ 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 nối như thế. Được chưa? Nối ý này sang ý kia. À. Nhớ là đối với story thì hầu hết thầy dùng ở thì gì đây? Quá khứ đơn. À, quá khứ đơn. Nha. Biết dùng thì quá khứ là có điểm rồi. Được chưa?